Hình như tôi chuyển anh em qua đây này em hư đúng không? Ok anh em nha, hôm nay mình sẽ hướng dẫn làm logo giống Mic Club Pro nha, giống 100% luôn nha anh em. Anh em nào mà yêu quý mình cho mình một người đăng ký cho mình, sẽ được 4.000 người đăng ký nha. Còn anh em muốn làm logo hay chị anh em qua kênh mình tải nha. Nếu anh em muốn mình làm logo giống ai hay làm sống nhạc gì thì anh em có thể để ý kiến của anh em dưới phần bình luận nha. Mình có thể tìm tòi mình làm cho anh em nha. Đây mình cho anh em xem lại mẫu logo hôm nay mình hướng dẫn nha. Đây nha, giống 100% luôn nha. Đây rồi chúng ta bắt đầu làm nha. Để làm logo này chúng ta bắt buộc phải có app Mixlab nha. Lên tải app Mixlab này, mình để lên tải dưới phần mô tả nha. Anh em bắt buộc này phải tải về anh em làm cho mình nha. Em nhấn vào cho mình nha. Đa số em nhập phần phần bản cho mình nha. Nhập phần phong bắt nha. Anh em có thể thêm tùy ý nha. Anh có thể fanpage YouTube cũng được nha. Đây là tùy ý anh em nha. Đây nha. Sau đó anh em nhấn vào phần phong chữ của mình nha. Đây phần chữ A nha. Anh em tìm cho một phần phong chữ cho mình nha. Lên tải phong chữ mới để lên tải với phần mô tả nha. Anh em tải về rồi anh em làm cho mình nha. Không có thể anh em có thể bỏ phong chữ riêng được nha. Đây nha. Sau này em chỉ việc kéo to ra thôi nha. Đây nha. Đó, bước tiếp theo là anh em thêm logo máy bay vào nha. Lên tải logo máy bay này cũng để lên tải với phần mô tả nha. Anh em thích thì anh em tải về nha. Nếu em không thích thì anh em có thể bỏ qua phần máy bay này nha. Anh em muốn đẹp thì anh em bỏ vào nha. Anh em nhớ không to thì anh em căng chỉnh cho nó vừa chữ G luôn nha. Anh em thích thì anh em bỏ, anh em không thích thì thôi nha. Đây nha, bỏ cho đẹp nha. Rồi bước tiếp theo là anh em thêm tên phân bách của anh em vô thôi. Em nhớ vào văn bản cho mình nha anh em. Tìm nha. Đây mình nhập tên mình vào nha. Em nhớ ghi hoa nha. Nha, sau nhập tên mình thì mình tìm tới một phong chữ của mình nha. Lên tải phong chữ mình để lên tải với phần mô tả nha. Anh em bắt buộc thì phải tải về anh em làm cho mình nha. Lên hai phong chữ này mình để lên tải với phần mô tả nha. Anh em bắt buộc anh em phải tải về anh em làm cho mình nha. Đây nha. Là thì mình chỉ việc phóng to ra thôi nha. Đây nha. Đó. Như vậy mình đã hướng dẫn thành công rồi nha. Lên tải các phụ kiện này mình để lên tải với phần mô tả nha. Anh em bắt buộc anh em phải tải về nha. Còn bước cuối cùng là anh em chỉ việc xúc về thôi, xúc anh em nhấn phần mục thứ tư bên dưới cho mình nha, đây nha. Đây, anh em nhấn em vào phần trong suốt, anh em nhớ, đây, anh em lưu lại nha. Đây, sau đây mình đã hướng dẫn thành công rồi nha. Anh em nào có thắc mắc gì anh em để dưới phần mô tả nha, mình có thể tìm...